thưa quý vị một sự kiện không thể không nhắc đến trong tuần qua đó chính là lễ khai mạc Olympic Rio 2016 à, sau một thời gian dài chuẩn bị và chờ đợi thì ngọn đuốc Olympic cũng đã thắp sát thành phố Rio de Janeiro của Brazil thì à, là quê hương của khu rừng rậm nhiệt đới lớn nhất thế giới là Amazon thì trong buổi khai mạc Brazil đã truyền tải một thông điệp đầy ý nghĩa đến 3 tỷ người xem trên toàn thế giới đó chính là bảo vệ trái đất bảo vệ khu rừng đã được khai phá từ suốt năm thế kỷ qua không giống như lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008 hay là 2012 ở London vì điều kiện kinh tế khó khăn Brazil đã phải tổ chức buổi lễ khai mạc khá là đơn giản không có nhiều kỹ xảo và công nghệ phức tạp thì mặc dù là Ủy ban tổ chức sự kiện không tiết lộ chi tiết nhưng có thể là kinh phí tổ chức khai mạc này vào khoảng 21 triệu đô la Mỹ tức là chỉ bằng nửa khoản chi cho lễ khai mạc của Olympic London năm 2012.